Xin chào quý vị và các bạn. Chúng ta thường hay nói với nhau rằng lái Lexus thì như nghe những bản nhạc giao hưởng nó êm êm ái ái gì đó. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ nghe một bản nhạc rumba như thế này gì đấy chẳng hạn. Vâng, ngày hôm nay chúng ta sẽ trải nghiệm mẫu xe thể thao hạng sang của Lexus RC300 mới bóc tem. Tôi mới bóc tem nha thưa các bạn. Vâng thưa bạn, với rất nhiều năm kinh nghiệm thì những nghệ nhân Takumi ngày nay đã thiết kế lên những chiếc Lexus với những cái đường nét nó sắc nét, nó hiện đại và nó cũng tinh tế. Các bạn sẽ thấy tất cả những cái đường nét trên xe từ trước ra sau, từ gương đều hội tụ vào chiếc logo. Logo ngày nay nhìn thiết kế nó cũng khác nha các bạn. Lưới tản nhiệt này, lưới tản nhiệt cũng khác, nó thể thao hơn. Mặc dù những chi tiết thì rất đơn giản và hiện đại. Về trang bị thì thưa các bạn, với những cái mẫu xe Lexus là mẫu xe hạng sang rồi, thì các bạn sẽ thấy được rằng những cái trang bị như đèn full LED này, low beam, high beam, đèn chiếu góc vân vân, tất cả đều là công nghệ LED. Nhưng mà tôi chỉ hơi tiếc một chút thôi. Các bạn sẽ thấy là bên tất cả những cái chi tiết sắc nét này, cái hốc hút gió này nó lại bị hơi nhựa một chút. Động cơ 2.0 nha các bạn, turbo, và công suất thì là 241 ngựa. Cũng được đấy, nghe chỉ số ngon đấy, 350 Nm ở vòng tua khá thấp, 1650 tới 4000 gì đó. Rồi, máy móc của Lexus thì các bạn sẽ thấy rất là êm, nghe nó êm lắm, turbo này. Khuôn máy móc nói chung là đẹp, chút nữa chúng ta sẽ lái thử xem nó như thế nào. Nhưng bạn hãy xem là phần đầu thì đã đẹp rồi, thực sự đây là một mẫu xe nó đẹp theo cái nghĩa mềm mại nhá. Chứ còn nếu như theo kiểu racing, theo kiểu track, rồi trong những cái trường đua thì tôi nghĩ là chưa. Nhưng đường phố, rõ ràng, nó đẹp đấy. Những chiếc gương trên những chiếc xe Lexus ngày nay thì các bạn có thể thấy nó giống nhau. Giống nhau tới 99,99 mấy phần trăm đấy. Và thưa bạn, những cái luồng gió chạy qua đây, đây là một thiết kế khí động học và nó giảm âm cũng như giảm cái lực cản. Một cái luồng gió qua khe gương này rất quan trọng nha các bạn trong cái thiết kế xe hơi. Rồi, bộ mâm xe thì các bạn sẽ thấy được là nó trang bị mâm này thì mình nghĩ là nó hơi thường so với chiếc xe này. Mình như mình thì mình sẽ thích nó phải thể thao hơn nữa. Nó có một cái thiết kế thể thao mạnh mẽ hơn, ngay cả từ cái màu sơn, ngay cả họa tiết về la răng. Thì mâm này là mâm 18. Và đúng là các bạn hãy xem này, đây là một thiết kế Cooper thực thụ. Những cái ô cửa kính trên những chiếc xe Lexus ngày nay rất là đẹp. Đường viền mạc chrome thì rất là quen thuộc rồi. Những cái cảm biến chìm trên cánh cửa, thực ra những cái chi tiết này nó cũng rất quen thuộc. Nhưng bạn sẽ thấy những thiết kế khí động học đây ạ, trên chính chiếc xe thể thao mềm mại, tôi phải gọi chính xác là thể thao mềm mại RC. Đây là những chi tiết mà có lẽ là nếu như các bạn nghiên cứu về những cái khí động học trên những chiếc xe thể thao, đặc biệt những xe F1, thì các bạn sẽ thấy những cái tác dụng của những cái cánh lướt gió, rồi những cái cánh tạo ra cái sự chênh lệch áp suất để đè hoặc là để giúp xe thoát cua nó thật nhanh, thì khí động học nó đóng góp thưa bạn một phần rất lớn. Chiếc cửa thì như những chiếc cửa xe coupe khác thôi, nó cũng sẽ không có cái phần viền bằng ở đây ạ. Và khi chúng ta đóng vào thì nó sẽ tự động làm kín. Những cái phần thiết kế này nó cũng rất quan trọng về răng cửa, để bảo đảm cái giảm cái lượng âm thanh cũng như cái độ ồn của gió tác động vào khoang xe. Đấy, rất đẹp. Đấy, phần này. Nói chung thiết kế Lexus là một thiết kế nó có gì đấy rất Nhật. Nếu mà so với những mẫu xe tới từ Đức thì rõ ràng là các bạn sẽ thấy là nó sẽ rất là khác. Nó mang một cái ngôn ngữ riêng hoàn toàn. Thì ở đây mặc dù là một mẫu xe có kích thước tương đối là nhỏ, nhưng Lexus là vậy, luôn cân bằng các yếu tố giữa tính năng sử dụng. Họ tối ưu cái mục đích sử dụng rất tốt. Không quá cần phải rầm rầm bùm 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 như những chiếc xe gọi để chạy track. Như các bạn có thể thấy đây các bạn, tôi có thể để những cái đồ vật rất dài. Bạn hãy hình dung rằng một chiếc xe này bạn hoàn toàn có thể đi vào tới Đà Nẵng mà chở theo 2, 3, 4 vali, nó to luôn. Nhưng một chiếc xe vô cùng sexy, Boxster chẳng hạn, tất nhiên
sự so sánh nó sẽ là khập khiễng. Bởi vì một mẫu xe nó sẽ thiên về công suất, một mẫu xe nó lại thiên về công suất ít hơn là tính năng sử dụng, thì nó là sự khập khiễng. Nhưng bạn sẽ thấy là cái sự cân bằng của nó cũng rất rộng. Ở trên những mẫu xe thể thao thì phải cắt bớt các không gian đi để tôi phải là nhanh nhất cơ. Đấy, bộ đôi của xe, ngay cả phần thiết kế cái cánh, cánh khuếch tán gió ở dưới nó cũng tránh cái hiện tượng nhiễu khí. Thực ra thì tôi thích cái phần nhựa này. Cái phần nhựa này nó sẽ phải là ốp dạng kim loại hoặc vật liệu gì đó nó thể thao hơn. Và đây ạ, hốc hút gió này cũng vậy, thì nó phải là vật liệu thể thao hơn cơ. Đây. Còn những cái trang bị như camera lùi rồi cảm biến sau, cảm biến góc vân vân thì bây giờ nó đã rất quá phổ biến. Và đặc biệt với một mẫu xe thiết kế Cooper thể thao thấp như thế này thì những cái chi tiết như camera cảm biến rất là quan trọng. Wow. Ơi bây giờ thì vào trong khoang xe mát mẻ rồi, xin phép bỏ cái kính ra ở ngoài nắng qua không đỡ được. Các bạn sẽ thấy được là khi mà tôi ngồi vào cái khoang xe của tất cả những cái mẫu xe Lexus mà trang bị cái hệ thống âm thanh loa Max Levinson ấy, thì các bạn sẽ thấy là cái âm thanh nó rất hay. 17 loa trên một cái không gian nhỏ như thế này. Tôi thì không có khiếu về âm nhạc và thưởng thức âm nhạc đâu, nhưng mà cái gì biết hay là hay, cái gì biết dở là dở. Còn nó hay siêu như thế nào, nó dở cực kỳ như thế nào thì mình không rõ, nhưng mà cái này là hay đấy. Bạn điều khiển cái màn hình này thì bạn có thể dùng chính cái bàn di chuột đấy ạ. Tôi xin phép bỏ chai nước ra, chút nữa tôi sẽ kể chuyện về câu chuyện về chai nước này. Đấy, bàn di chuột. Lexus thì vẫn giữ cái nguyên tắc là thiết kế một cái bàn di chuột. Với cá nhân tôi thì tôi sẽ thích cái bàn di này, bên cạnh nó sẽ có thêm một cái núm xoay để điều khiển. Bởi vì tay tôi có khá nhiều mồ hôi. Và các bạn hãy hướng mắt màn hình lên đây ạ. Thì các bạn sẽ thấy tất cả những các cái chi tiết trên một chiếc xe Lexus có độ hoàn thiện tương đối tốt. Nhưng về vật liệu thì tôi nghĩ là trên cái mẫu xe này tôi muốn nó phải sang trọng hơn cơ. Đấy là thực sự là như vậy. Các bạn hãy xem này, những cái vật liệu này này, nó hơi xước xước, nó là nhựa hơi xước xước. Và nhưng mà hơi tiếc một chút, vật liệu xước này thì ok, da rẻ bên này cũng ok, mượt mà mượt mãi chưa phải da Nappa đâu. Nhưng mà lại hai cái núm xoay màu trắng lại nhìn lại hơi bị nhựa tí. Hệ thống điều hòa hai vùng độc lập và Max Levinson Premium Surround, đây là thứ mà tôi thích. Quay trở lại chi tiết thì các bạn sẽ thấy được ghế là ghế có thông gió nha các bạn. Ba nấc đây. Nhựa này thì không thực sự là sang lắm, nhưng mà có thể nó sẽ bền theo thời gian. Nếu mà ai đó đã sử dụng nhiều những cái dòng xe Lexus này, có thể chia sẻ với chúng tôi ngay bên dưới clip nhé. Còn cái chức năng này thì các bạn sẽ thấy là những cái núm xoay điều khiển các chế độ Eco, rồi Normal, Sport là cái Drive Mode, những cái chế độ lái thì nó cũng đã rất là quen thuộc rồi. Chúng ta có thể tắt bớt cái hệ thống Traction Control này đi để vào track nghịch một tí. Nó có thể trượt, slide vân vân qua khúc cua cũng là một cái điều khá là thú vị. Hay là chế độ chạy tuyết, thì những cái tính năng này cũng đã rất quen thuộc trên những cái dòng xe Lexus rồi. Cần số, hộp số 8 cấp. Nhưng thứ mà tôi muốn chia sẻ với các bạn nó không phải nằm ở được thiết kế trên chính xe hơi, mà nó lại hơi ngoài một chút, nhưng bản chất nó lại theo vòng đời xe, nguyên một vòng đời xe. Hôm nay thì khi mà nhận xe mình phải đưa vào xe để kiểm tra một chút trước khi mà ra đây để trò chuyện với các bạn để cùng thảo luận. Và khi mà bước vào thì đấy là một cái dịch vụ nó có lẽ là hoàn toàn khác, nó khác tất cả những cái hãng xe, ngay cả những hãng xe sang nhất ở Việt Nam thưa bạn, không hề đơn giản đâu. Và khi mà tôi nhận lại chiếc xe đã được vệ sinh rất là sạch sẽ thì có một cái thư cảm ơn và hai chai nước mát. Vâng, trong một cái buổi mà vô cùng nóng như thế này, các bạn hãy xem những cái chai nước mát này và những cái thư cảm ơn này nó mang lại cái cảm xúc tuyệt vời như thế nào. Nó như chính những cái đường may tỉ mỉ trên chiếc xe Lexus, trên vô lăng đó, hay là cái cách mà cái kính nó đóng lên nó êm, nó hạ nó cũng êm, nó giảm tốc khi và gần đóng và khi gần cuộn vào hết. Thiết kế vô lăng rất quen thuộc thưa các bạn, lẫy chuyển số trên một chiếc xe thể thao RC
thì chắc chắn là phải có rồi. Những cái chức năng cơ bản như các mốt điều khiển trên xe rồi điều khiển các chức năng thì cũng quá cơ bản trên một chiếc xe. Hệ thống Cruise Control Set ở đây, những tính năng không hề khó và cũng đã rất quen thuộc rồi. Các bạn có thể thấy trên thành cửa thì có các vị trí nhớ ghế. Đây tôi sẽ mở ra để các bạn có thể thấy rõ hơn. Ba vị trí nhớ ghế có thể điều chỉnh điện 8 hướng thưa các bạn. Và các bạn hãy quan sát bên dưới đây thì ngay những chiếc cánh cửa xe nhá. Trên những chiếc xe thể thao này thì ngay cửa này thì tôi sẽ không để được một cái chai nước này đâu. Để những cái vật dẹt dẹt gì đó thôi. Và một khoang xe thật mát lạnh. Các bạn có thể thấy tư thế của tôi ngồi. Chiếc ghế cũng khá là ôm. Thực ra đây không thực sự là một chiếc ghế để đua thực thụ, nhưng mà các bạn sẽ thấy được nó thiết kế là xuống thể thao là có. Thưa các bạn, đây. Đấy, những cái chức năng cơ bản thì những cái hộc chứa đồ như thế này thì mình cũng xin giới thiệu với các bạn là nó cũng vừa phải như thế này thôi. Đấy, khe hai khe cắm USB đầu 12V rất cơ bản. Và đây thì ta có thể để được hai cái chai nước. Yes. Và cái cốp chứa đồ phía trước thì cũng chỉ để vừa những cái vật dẹt. Tôi có thể bỏ được cái chai nước này vào đây. Nhưng mà một chai nước to như thế này thì chắc chắn tôi sẽ bỏ không vừa. Đấy, đây là không có nước thì còn cố ép được nhá. Còn nước là chịu luôn. Với một chiếc xe thể thao thiết kế coupe 2+2 thì các bạn sẽ thấy được là cái không gian xe rất là quan trọng. Chính vì vậy dù là xe rất nhỏ nhưng mà vẫn có cửa sổ trời. Đấy. Tôi sẽ mở nó ra. Đấy. À mà trên trần này chưa phải là da lộn, nhưng mà ngay cả những chiếc xe mà có gì đó nó sang trọng thì cái nỉ này nó cũng sờ, nó cũng mềm mại nhá. Nó mềm mại như thế nào thì các bạn sẽ sờ trực tiếp thì thích hơn, gương thì cũng không viền. Đặc trưng những chiếc xe thể thao và chống chói rất là cơ bản. Xe này thì các bạn sẽ thấy là thiết kế 2+2 này, một khoang xe rất nhỏ nhưng xin thưa với các bạn có 8 túi khí ạ. Thông thường trên những mẫu xe thể thao thực sự ấy, thực thụ mà tạo nhiều cảm xúc thì các bạn sẽ thấy là ngay cả tiếng bô rồi các setup về các kè đặt về hệ thống treo, hệ thống lái rồi các mức độ can thiệp rồi vân 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 rất nhiều. Nhưng mà các bạn hãy xem nhá, các bạn hãy xem đây là một mẫu xe thể thao hạng sang RC này. Chứ không phải là không phải. Đây là một mẫu xe thể thao mềm mại, hạng sang, chơi chơi một chút thôi các bạn. Vâng, nghệ thuật sử dụng ngôn từ marketing trong các hãng xe hơi phải nói là bậc thầy luôn. Tại sao lại 5+2 và tại sao là 2+2? Đây, tôi sẽ bước vào một mẫu xe Cooper 2+2. Đặt chiếc ghế này lên. Tiến lên phía trước, tự động nhá, tự động. Da mềm lắm, mềm mại. Rồi, bước vào. Kéo ghế xuống. Ôi, dừng. Ôi, lắm. Thưa các bạn, đây ạ. Thực ra thì các bạn sẽ thấy là tôi có một cái độ ngả khá là tốt. Nhưng mà phần đầu đây ạ, phần đầu thì kịch trần luôn rồi. Đây các bạn có thể thấy này, phần đầu là kịch trần này. Kịch trần. Rồi. Và chiếc ghế này sẽ phải đẩy, sẽ phải điều chỉnh cái độ ngả lưng thì tôi mới có thể để được hai cái chân này, hai cái chân vòng kiềng. Thực ra hàng ghế sau này chỉ phù hợp với trẻ con thôi, còn đi dài mà người lớn ngồi phía sau thì cũng phải nhường nhịn nhau phết đấy. Và thưa các bạn, lợi thế của những chiếc Lexus, mặc dù là một chiếc xe có thiết kế thể thao và bạn hoàn toàn cũng có thể đưa vào đường đua để có được những cái cảm xúc khác biệt, nhưng sự khác biệt của Lexus RC 300 so với những mẫu xe thiên về công suất như dòng AMG, như dòng M hoặc thậm chí những chiếc xe cùng phân khúc cũng tương đối như thế này thì RC thì bạn sẽ thấy là đi trong phố nó rất là êm. Ví dụ như để ở chế độ Eco này, các bạn hãy quan sát trên cái vòng tua ấy, khi mà mình tăng nhẹ đều ga
nó rất là mềm mại. Và cái hệ thống treo, khi mà đi qua những các cái gờ giảm tốc rồi những con lươn đấy, thì các bạn sẽ thấy là nó êm. Còn những chiếc xe thiên về công suất và để chạy track hoặc là nó cũng có cả pha đường phố nữa thì nó... mỗi cái nó có một cái giá trị riêng. Và đối với Lexus, dù là thể thao nhưng RC300 vẫn là êm ái. Và thưa các bạn, thời gian đưa chiếc xe này vào trường đua là bao nhiêu ạ? Với một người sử dụng bình thường, hoặc là không bao giờ, hoặc là chiếm chỉ không phải mấy phần trăm trong một cái vòng đời sở hữu sử dụng xe như thế này. Và gầm xe thì cũng không phải là quá thấp khi mà nó có cái chỉ số về mặt thiết kế là 135mm. Thực sự là vậy. Tôi có cảm giác thể thao, tôi vẫn có cảm giác êm ái của một chiếc sedan, tôi vẫn dễ sử dụng như một chiếc sedan bình thường. Và khi cần thì tôi chuyển sang sport thì tôi có thêm được cái cảm xúc hơn về cái khả năng lái. Thì đó là những cái tố chất của Lexus RC. Và vì sao tôi lại phải gọi sử dụng cái cụm từ là thể thao êm ái cho chính mẫu xe này? Các bạn hãy xem, đi 50 trong phố êm do luôn, sướng. Chứ để mà rít lên thì là độ trễ nhá. Đấy là chế độ Eco. Bạn sẽ giảm bớt độ trễ khi mà để chế độ Sport. Êm. Thực sự là êm. Êm thật. Thực ra với các cái giải tốc độ như thế này thì động cơ nó mềm mại êm ái, hộp số 8 cấp cũng êm. Nói chung là mượt mà. Chính xác là đây là một mẫu xe thể thao mượt mà. Vô lăng nhỏ, vùng quan sát, tầm quan sát phía trước cũng khá là rộng. Ngay cả chiếc đầu xe, mặc dù các bạn sẽ thấy là cái phần đầu phía trước nó dốc như thế này, bạn vẫn có thể điều chỉnh cái ghế như thế này để nhìn thấy cái phần mũi xe phía trước. Và khi đấy thì ta có thể căn xe tốt hơn. Gương những chiếc xe thể thao, một số vài xe thể thao mà tôi đã từng lái thì cái gương bên này, nó bé vô cùng luôn, rất khó quan sát. Thì không, Lexus nhìn nó vẫn giữ được cái cảm giác lái một chiếc sedan, gương hai bên và gương chiếu hậu trong xe này có êm ái không? Phanh trước đèn đỏ êm. Và thưa các bạn, tôi sẽ đưa mẫu xe này ra đường trường và là một đường cao tốc rất quen thuộc. Ở đây thì Eco thì nó vô nghĩa bởi vì tôi sẽ muốn thử cái chế độ thể thao của nó xem như thế nào. Đó, khi mà chuyển sang chế độ Sport nhá, Sport Mode thì các bạn sẽ thấy là cái mức cái đồng hồ tua máy nó sẽ hoạt động ở cái mức độ cao hơn. Ví dụ đang là 1.5 nhảy lên 2.000. Ngay cả khi mà việc mà tôi đẩy ga lên có hơi nhẹ một chút, chạm lưng vào ghế, tựa lưng vào ghế khi mà tôi đạp tốc ga ở chế độ sát ván, có chế độ kích đao số nhảy cóc. Đấy, và chế độ này thì các bạn sẽ thấy rằng là cái động cơ nó hoạt động quyết liệt hơn, hộp số cũng hoạt động quyết liệt hơn, sang chậm nhưng mà trả rất là nhanh để có thể có những cái gia tốc tốt hơn khi mà chúng ta thực hiện những cú vọt. Nhưng dù gì, vọt gì thì vọt, nhưng mà các bạn cũng sẽ cảm nhận được là nó rất êm. Thế mới dị. Cái động cơ trên những cái mẫu xe thể thao của Đức ấy, ở chế độ Sport hoặc Sport Plus ấy, các bạn sẽ thấy là cái đồng hồ vòng tua nó hoạt động quyết liệt, rất quyết liệt. Như thế này, ví dụ khi mình tăng ga lên như thế này, đấy. Và khi giảm, thì lập tức là số mấm mấm và vòng tua máy nó... Với Lexus RC thì nó sẽ... Nào, tăng tốc lên em. Lên. Lên. Là xuống. Cũng dứt khoát, nhưng nó không quyết liệt bằng những mẫu xe kia thưa các bạn. Và đó là lý do mà tôi gọi mẫu xe này là một mẫu xe thể thao êm ái và mượt mà, RC300. Và thực sự là rất nể với cái khả năng cách âm của cái mẫu xe này. Gầm thấp, thiết kế coupe, mẫu xe nhỏ, nhưng mà phải rất tự tin về khả năng cách âm thì mới được trang bị cái hệ thống Mark Leveson này thưa các bạn. Đó. Rồi. Hãy dùng số mờ và thưởng thức những
giai điệu, âm hưởng, du dương trên những con đường cao tốc, thậm chí bạn mang vào trường đua cũng được. Bạn sẽ có được những cú chuyển hướng quyết liệt, bạn sẽ có đủ chế độ mờ, tắt bớt traction control đi và những cú trượt liên tục vẫn được trên RC, bởi vì đơn giản tôi là RC, tôi dẫn động cầu sau. Và có một cái vấn đề mà mình thực sự rất muốn chia sẻ trên những cái dòng xe Lexus là cái mùi xe. Với cá nhân như Hùng á, thì cảm thấy là tương đối là dễ chịu. Không phải nói không phải mê tín đâu, nhưng mà dù sao thì đó là cái cá tính, những cái tính nhân văn của người Nhật khi mà tạo ra sản phẩm. Các bạn hãy có cơ hội, hãy tham quan những cái nhà máy bên Nhật, nói chuyện với những người kỹ sư, thì các bạn sẽ hiểu được cái triết lý và cái tính nhân văn trong thiết kế xe hơi đối với những cái mẫu xe Lexus. Và có lẽ rằng mùi xe thì dù xe rời, xe đất, xe thánh, xe gì đó, thể thao, siêu thể thao, siêu sang, thì với chị em mùi xe rất quan trọng thưa các bạn. Như một người đàn ông đấy thưa các bạn, cái mùi hấp dẫn nhiều khi nó hay lắm. Và bây giờ tôi sẽ tăng tốc và hẹn các bạn trong một trường đua với RC300 dẫn động cầu sau, động cơ 2.0 turbo 244 ngựa. Nó đủ để cho bạn có một cuộc vui vừa phải. Vâng, tôi Lexus RC300 vừa thể thao nhưng cái mái và mê mai. Arigatou gozaimasu. Vâng thưa các bạn, mặc dù còn vài điểm mà tôi vẫn chưa ưng ý lắm, nhưng phải nói khẳng định đây là một mẫu xe có thiết kế đẹp và cũng tạo được cảm xúc khi lái. Nhưng mà nếu như mà cái hệ thống giải trí của nó tốt hơn, cái tính năng cá nhân hóa các cái chế độ lái tốt hơn như hệ thống treo này, rồi hệ thống traction control này, rồi hệ thống lái này, rồi động cơ này, và đặc biệt là nó mang gen, phải cần nhiều gen của một chiếc xe thể thao thực sự để tôi có thể chạy track được cực hay luôn, thì đó là điều tuyệt vời vô cùng đối với Lexus RC300. Và thưa các bạn, tôi nghĩ rằng với một người phụ nữ ở Việt Nam thì chiếc xe này quá tuyệt vời cho. Và bạn sẽ phải bỏ ra một cái ngân sách là 3 tỷ 270 triệu cho các bản có các màu cơ bản, và 3 tỷ 300 triệu cho bản màu đỏ rất đẹp này. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo. Và các bạn hãy đừng quên subscribe kênh và rung chuông nhé. Hẹn gặp lại các bạn.